Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, thế giới tiếp tục ghi nhận các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó những biến thể cần theo dõi như XBB-15, XBB-116, EG-5, BA-286, GN-1. Các chuyên gia y tế cho biết, các biến thể của COVID-19 mới có thể lây lan nhanh hơn và thoát khỏi hệ thống miễn dịch một cách dễ dàng. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Cell, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu biến thể Pirola hay còn gọi BA286. Đây là tổ tiên của biến thể GN1, hiện lây lan nhanh ở nhiều quốc gia và có khoảng 60 đột biến protein gai so với virus corona ban đầu. Chúng cũng có nhiều hơn 30 đột biến so với biến thể BA2 và biến thể XBB15. Kết quả cho thấy, đây là một trong những biến thể COVID mới đang chiếm ưu thế ở một số quốc gia hiện nay, có thể lây nhiễm sâu trong phổi và có khả năng liên kết với các mảng tế bào của vật chủ hiệu quả hơn. Đây là hai đặc điểm liên quan đến triệu chứng bệnh nặng. Tác giả nghiên cứu chính, giáo sư tiến sĩ San Lu Liu, làm việc tại khoa nhiễm trùng và miễn dịch thuộc trường Y Đại học Florida, Mỹ cho biết, BA286 dường như đã làm tăng khả năng lây nhiễm của các tế bào biểu mô phổi cao hơn so với các biến thể Omicron khác. Vì vậy, điều đó hơi đáng lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phân loại BA.286 và các dòng phụ là các biến thể được quan tâm. Tại Mỹ, CN1 chiếm đến 62% số ca nhiễm COVID-19 gần đây theo giáo sư lưu virus corona có xu hướng tái tổ hợp virus điều này dẫn đến các biến thể mới với số lượng đột biến khổng lồ có thể làm tăng khả năng trốn tránh miễn dịch cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh đó là lý do tại sao việc giám sát các biến thể vẫn rất quan trọng who kêu gọi chính phủ các nước tiếp tục giám sát đáp ứng tốt nhất có thể việc cung cấp vaccine và điều trị y tế cho người dân một số quốc gia ở châu âu cũng tiếp tục khuyến nghị thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid như tiêm chủng xét nghiệm và đeo khẩu trang trên cơ sở thay đổi các đặc tính của virus bao gồm mức độ lây lan mức độ nghiêm trọng hiệu quả của vaccine đối với virus cùng việc chẩn đoán điều trị các biện pháp xã hội, WHO phân loại các biến thể của SARS-CoV-2 thành 4 nhóm, biến thể cần quan tâm, biến thể đáng lo ngại, biến thể được theo dõi và biến thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố, có hoạt động kiểm dịch y tế, yêu cầu tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới. Bộ Y tế nêu rõ, theo giám sát của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thời gian đầu năm 2024, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ghi nhận các biến thể mới, trong đó các biến thể cần theo dõi như XBB15, XBB116, EG5, BA286, GN1. Cùng với đó, các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi khác vẫn được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới như bệnh Nipan tại Ấn Độ, cúm AH5N1 ở Campuchia, cúm H1N2 tại Anh, COVID tại khu vực Trung Đông, các bệnh viêm đường hô hấp gia tăng tại một số nước bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế chức năng trên cập nhật thường xuyên thông tin về các bệnh truyền nhiễm trên thế giới có nguy cơ xâm nhập vào nước ta để chủ động áp dụng các biện pháp giám sát phòng chống ngay tại các cửa khẩu tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu để kịp thời phát hiện sớm cách ly xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đặc biệt trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội tại nước ta đồng thời xây dựng cập nhật quy trình thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế tại từng cửa khẩu theo các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật ra soát cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh tại từng cửa khẩu trong đó có phương án kịch bản phòng chống dịch trong dịp tết nguyên đán lưu ý các kế hoạch cần có sự tham gia phối hợp của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu cơ quan y tế tại địa phương